bí mật rãnh bụng sâu hút, Hermione nhịn ăn uống khắc nghiệt như thiên thần nội y. Thưa quý vị và các bạn, người đẹp ED làm gì để có eo săn chắc trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2018? Kể về hành trình gần 20 ngày tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 tại Bangkok, Thái Lan, Hermione nói, ekip của chương trình rất chuyên nghiệp, chuẩn bị chu toàn cho các thí sinh từng chút một. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều mì gói mang qua Thái Lan để ăn, nhưng cuối cùng không ăn bất cứ thứ gì. Khi nào bạn cần thứ gì, họ đều chuẩn bị cho bạn. Nói thêm về bí quyết có thân hình hoàn hảo trình diễn phần thi áo tắm bốc lửa trong ngày chung kết. Không biết lý do nào đưa đẩy mà Hermione đã quyết định nhịn ăn bữa tối hôm trước và sáng ngày chung kết. Cuối cùng cô có được phần bụng phẳng lì. Đây chính là lý do để cô tự tin trình diễn phần thi áo tắm. Khi nhận được hình ảnh của phần thi, cảm giác của tôi rất đã, phấn khích và vô cùng thích thú. Tôi tập luyện nhưng nếu ăn vào thì đường cơ bụng sẽ bị mất hết, Hermione tâm sự. Khi được hỏi về việc nhịn ăn hai bữa liên tiếp quá nguy hiểm vì không đảm bảo sức khỏe, nhất là chung kết, Hermione giải bày, trước khi lên đường sang Thái Lan dự thi, cô đã có cả một năm để chuẩn bị cho sức khỏe. Tập luyện và ăn ngủ điều độ theo lịch trình mang lại sức bền, sức dẻo dai cho người đẹp, nên bản thân cô hiểu được điều đó. Hơn nữa, việc nhịn ăn trước khi thi là biện pháp được rất nhiều người áp dụng trước đó, không hẳn chỉ có Hermione. Nếu xét về đường dài, cách nhịn ăn để giảm cân là quá nguy hiểm và tác động xấu đến cơ thể, nhưng trong thời gian ngắn lại mang tới hiệu quả cần thiết. Trước đó, Hương Giang là gương mặt tiêu biểu cho minh chứng giữ dáng bằng cách giảm cân trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới. Người đẹp sinh năm 1992 từng chia sẻ khó khăn khi tham gia đấu trường nhan sắc đặc biệt này. Thời điểm đối diện với vòng bán kết, Swim World đang phải nhịn ăn 2 ngày. Mỗi ngày thức dậy, mình chỉ có thể ăn một quả trứng luộc vào buổi sáng. Sau đấy, hoạt động đến đêm mà không ăn uống hay nạp thêm bất kỳ thứ gì vào cơ thể ngoại trừ nước lọc. Lúc ấy, toàn bộ cơ thể mình bị kiệt quệ vì thiếu sức. Vừa phải ép cân, vừa phải cười và vừa chịu áp lực từ chiếc vương miện. Câu hỏi làm sao để lọt vào top 3 luôn quanh quẩn trong đầu Giang và làm cho bản thân mình cảm thấy đây là khoảng thời gian khó khăn nhất. Những bí mật động trời của Hermione ở Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Sau hành trình 17 ngày mang chuông đi đánh xứ người, Hermione đã trở về Việt Nam, tiết lộ nhiều điều thú vị. Mọi người tò mò Hermione không thông thạo giao tiếp tiếng Anh nhưng bạn lại chiếm được cảm tình của đông đảo fan quốc tế. Cái mà tôi và thuộc về bản chất con người tôi chính là cách giao tiếp tốt nhất. Tôi giao tiếp bằng ánh mắt, nụ cười và luôn hết mình với mọi hoạt động xuyên suốt quá trình tham gia tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Không chỉ có Hen mà rất nhiều các thí sinh khác trong cuộc thi cũng không thông thạo tiếng Anh. Hoa hậu Mỹ hứng đá dư luận vì chê Hen không giao tiếp tốt ngoại ngữ. Sau đó cô ấy lên tiếng xin lỗi, nhưng đều là thông tin một chiều. Bản thân Hermione có cảm nhận đánh giá như thế nào về sự việc này? Tôi không thông thạo tiếng Anh nên không hiểu hết được ý mà bạn truyền đạt trong khi giao tiếp. Cho tới khi Sarah, hoa hậu đại diện Mỹ, nói lời xin lỗi thì tôi mới ngạc nhiên vì sao lại có điều đó. Về bản thân tôi không hề trách móc gì Sarah, bởi ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới Thái Lan, chính Sarah gọi tên tôi một cách rõ ràng nhất. Có sự nhấn nhá từ Nie khiến tôi ngạc nhiên. Sau khi trò chuyện, Sarah có nói thích tôi ngay từ vòng đi online. Nhân đây, tôi cũng đính chính là mọi người đang hiểu lầm Sarah. Trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ, Hermione có cú xoay váy thần thánh. Bạn nói rõ hơn về khoảnh khắc này. Trước khi diễn ra đêm thi bán kết, tôi tập một bài tập khác, nhưng tới hôm thi lại đi kiểu khác và cú xoay váy hoàn toàn ngẫu hứng. Bởi chiếc váy có tà rất mỏng và nhẹ, tôi nghĩ nếu đi bình thường thì quá tiếc, không tôn được vẻ đẹp của trang phục. Hơn nữa, vàng là tông màu tôi rất yêu thích. May mắn một điều, Việt Nam thi cuối cùng nên trong lúc đợi các bạn, tôi đã tập trình diễn ở cánh gà thật nhuần nhuyễn. Bản thân tôi khá bất ngờ với sự trình diễn của mình trên sân khấu còn tốt hơn cả lúc tôi tập luyện. Bởi lẽ, khi trình diễn trên sân khấu được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình, hai tiếng Việt Nam được hô to, sự cộng hưởng của âm nhạc và kinh nghiệm kết quốc của một người mẫu đã giúp tôi thăng hoa. Màn hất váy duyên dáng của Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 Diana Mendora cách đây 10 năm tại Việt Nam là nguồn cảm hứng cho tôi. Ngay sau khi Hermione được lọt top 10, người hâm mộ có so sánh bạn với Phạm Hương, bạn nghĩ sao?
Một người anh đã nói chuyện người hâm mộ so sánh tôi với chị Phạm Hương. Thực chất tôi rất quý trọng Phạm Hương vì chị ấy là người truyền cảm hứng mạnh mẽ tới nhiều cô gái đẹp, có nhiều việc làm tuyệt vời, mang lợi ích cho cộng đồng. Đúng ngày chị Phạm Hương đứng trên sân khấu của Hoa hậu Hoàn Vũ là khoảnh khắc tôi được biết tới chị. Mỗi năm cuộc thi đều có tiêu chí đánh giá riêng và tôi may mắn khi lọt top 5. Nhiều người trách móc thông dịch viên không truyền đạt được hết câu trả lời của người NBA dẫn đến hệ lụy trượt top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ. Tôi kêu gọi mọi người hãy cảm ơn thay vì trách móc chị Trà My. Giả sử trong trường hợp không có chị ấy trong phòng trả lời kín thì tôi không đạt được kết quả như hiện tại. Cuộc thi không cho phép tự chọn phiên dịch mà phải là phiên dịch do ban tổ chức chỉ định. Phiên dịch khi truyền đạt lại ý, không được thêm bớt hay nói lời hoa mỹ. Hơn nữa, lỗi của tôi khi trả lời ứng xử là nói quá nhanh, chị sẽ không nghe. Tôi dùng từ ngữ đều rất Việt Nam, rất địa phương mà chị sống ở Mỹ được hơn 30 năm. Từ ngữ bản địa, khó lòng hiểu hết. Tôi có mặt ở vị trí đó, cũng như thời điểm đó, một phần nhờ sự hỗ trợ của chị ấy, tôi cho rằng đây là duyên trời định và tôi trân trọng điều đó. Sau đêm chung kết, tôi phải chạy đi nhiều nơi để tìm chị ấy. Khi thấy chị lủi thủi trong căn phòng tập, tôi thấy xót xa nhiều. Tôi gửi lời cảm ơn tới chị và nói rõ cho chị hiểu, lỗi không phải ở chị, giải tỏa tâm lý cho chị. Khi ấy, hai chị em chỉ có thể trò chuyện ngắn bởi 15 phút sau chị bay về Mỹ. Được biết, Hennie đánh mất trang sức giá trị của Á hậu Lệ Hằng. Bạn nói rõ hơn về sự việc. Tôi được chị Lệ Hằng cho mượn nguyên một set bông tai, nhẫn và đồ cài. Chị Hằng nói rất khó để mua nó nhưng vì quá thích nên chị ấy đã mua và chưa sử dụng lần nào, đã đưa cho tôi mượn. Trong phần chào sân, tôi được ekip phát bông tai cho đeo nhưng bị gãy và không xin thêm được. Tôi lấy phụ kiện của chị Lệ Hằng để thế. Qua phần thi chào đầu, người của tên Stylist xuống nhìn thấy tôi và nói cái nhẫn đeo không hợp và hãy bỏ nó ra. Cô nói giữ giùm tôi trong lúc tôi trình diễn phần thi với đầm dạ hội. Sau đó tôi vào cánh gà hỏi lại thì cô nói để trên bàn. Tôi không tìm thấy và xác định nó đã mất. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến chị Lệ Hằng. Cuối cùng, Hen có cảm nhận như thế nào về Tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 Katrina Gray? Tân Hoa hậu là một cô gái rất thông minh. Cô ấy chuẩn bị rất chu đáo trong đêm chung kết, từ trang phục tới khuyên tai. Katrina Gray khá thân thiện và nhẹ nhàng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.